Án mạng thùng cắt tông ở Happy Valley, Hồng Kông, nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Bí ẩn, mờ ám, tàn bạo, man sợ là những từ diễn tả chính xác vụ án mà mình vừa nêu. Cho đến nay, vụ án này vẫn còn nhiều ẩn khúc chưa được giải đáp. Hung thủ bị kết án vẫn luôn khẳng định mình là người vô tội. Còn nạn nhân của vụ án thì chết một cách đầy đau đớn khi thi thể không còn được nguyên vẹn. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ Sơn Huyền Bí xin được phép đi vào vụ án được coi là tàn bạo trong lịch sử tội phạm của Hồng Kông. Án mạng thùng cắt tông ở Happy Valley, nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Ca Ngọc Anh, 16 tuổi, đã rời khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 12 năm 1974. Ngọc Anh sau đó đã gọi điện cho bạn cùng lớp là Trần Bành Bành, hẹn gặp mặt tại ga xe điện ở Happy Valley. Tuy nhiên, khi Bành Bành đến nơi, đợi mãi nhiều tiếng liền vẫn không thấy cô bạn của mình xuất hiện, và đó cũng là dấu hiệu chẳng lành đối với Ngọc Anh. Đến sáng ngày 17 tháng 12 năm 1974, người công nhân vệ sinh 44 tuổi họ Lâm nhìn thấy một chiếc thùng cắt tông TV cũ hiệu Hitachi trên lề đường Quang Nai Trung. Tò mò mở ra xem thử, cô Lâm hoảng hồn phát hiện bên trong thùng là thi thể của một cô gái trẻ. Sau khi được cảnh sát kiểm tra và xác nhận, thi thể này chính là nữ sinh Ca Ngọc Anh. Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể Ca Ngọc Anh đã bị tên hung thủ bóc cổ đến chết, sau đó cắt đi đầu ngực. Phần vùng kín bị đốt cháy nhưng nạn nhân không hề bị xâm hại tình dục. Họ cũng không tìm được dấu hiệu của tình dịch. Để tìm ra cách hung thủ vận chuyển xác bên trong thùng cắt tông, một nữ cảnh sát có chiều cao và cân nặng gần bằng nạn nhân giả làm thi thể cuộn tròn trong thùng cắt tông. Sau đó, một nam cảnh sát thực hiện di rời chiếc thùng. Trong khoảng 20 phút, kết quả cho thấy chiếc thùng chứa nữ cảnh sát rất nặng, phải hai người mới có thể di chuyển được. Từ đó, cảnh sát cho rằng nơi nạn nhân bị sát hại nằm gần nơi phát hiện thi thể, khu vực Happy Valley. Và theo lời kể từ bạn học của Ca Ngọc Anh, khi còn sống, nạn nhân rất thích ăn kem và thường xuyên đến một tiệm kem tên An Mỹ gần khu vực thùng cắt tông bị vứt bỏ. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1975, cảnh sát nhanh chóng khám xét xưởng kem An Mỹ, thu giữ được nhiều sợi dây điện màu đỏ, nhiều thùng cắt tông, hai tờ báo và nhiều quần áo. Kiểm tra ghi chép ca làm việc của cửa hàng vào đêm ngày 16 tháng 12, họ phát hiện khi đó chỉ có một nhân viên bán thời gian tên Âu Dương Minh Cường, 26 tuổi, là người Trung Quốc. Ban ngày, Cường làm nhân viên bán hàng trong một nhà máy ở Kowloon Tong, đến cửa hàng kem làm việc sau khi tan ca vào buổi chiều. Cảnh sát đã đặt giả thuyết rằng vào hôm cô bị giết, Ca Ngọc Anh đến tiệm kem quen thuộc mua kem và mượn chiếc điện thoại gọi cho bạn, không ngờ rằng sau đó đã bị tên Âu Dương Minh Cường dùng vũ lực bắt giữ, tấn công tình dục nhưng không thành nên đã ra tay sát hại. Vào ngày hôm sau, Cường bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh ta phủ nhận việc quen biết nạn nhân, chưa bao giờ thấy cô đến mượn điện thoại và chưa bao giờ nhìn thấy loại thùng cắt tông chứa thi thể của An Mỹ. Cường được thả vài ngày sau đó nhưng không lâu sau bị bắt lại, vì sau khi kiểm tra pháp y cho biết trong 269 sợi vải được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân thì có 7 sợi hoàn toàn trùng khớp với trang phục mà tên Âu Dương Cường đang mặc. Trong hoàn cảnh không có nhân chứng thì tìm được chứng cứ tại hiện trường cũng như trên cơ thể nạn nhân là thứ duy nhất mà cảnh sát có thể tin tưởng. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1975, sau quá trình thu thập chứng cứ, tên Cường chính thức bị cảnh sát bắt giữ, nhanh chóng bị đưa ra tòa xét xử. Và sau 17 ngày xét xử, hắn bị kết tội dựa trên bằng chứng khoa học pháp y và kết án tử hình vào ngày 3 tháng 11 năm 1975. Đây được xem là vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp của Hồng Kông hung thủ bị kết tội khi không có nhân chứng và chỉ dựa trên kết quả của pháp y. Khi từ trong tòa án, anh ta lớn tiếng nói với phóng viên: "Tôi không giết ai cả, cảnh sát vu oan cho tôi, mua chuộc nhân chứng." Nhưng công bằng mà nói thì vụ án này cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất là thời gian chết của nạn nhân bị thay đổi quá nhiều lần. Thứ hai là cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của Âu Dương Minh Cường trên thùng cắt tông cũng như dấu vân tay của Ca Ngọc Anh ở hiện trường quán kem. Thực chất không hề có bằng chứng cụ thể rằng sợi vải tìm được trên móng tay của nạn nhân trùng khớp với trang phục của hung thủ. Và đó hoàn toàn là thông tin mơ hồ do cảnh sát đưa ra. Và còn một điểm đáng ngờ nữa là Âu Dương Minh Cường và vợ mới cưới Trương Kim Phụng đang rất hạnh phúc. Nghi phạm và Ca Ngọc Anh cũng không hề quen biết nhau nên không có động cơ khiến cho Âu Dương phải ra tay giết người dã man đến vậy. Có thể nói tất cả bằng chứng mà cảnh sát cung cấp để kết tội Âu Dương Minh Cường là không thuyết phục. Bên cạnh đó, vào thời điểm xảy ra vụ án, lực lượng cảnh sát Hồng Kông liên tục dính bê bối không trong sạch. Ủy ban chống tham nhũng do thống đốc Murray McLehow thành lập chỉ mới đưa vào hoạt động nên vẫn còn nhiều khuyết điểm. Trước nhiều nghi vấn, vợ Âu Dương Minh Cường tin chồng vô tội nên tìm hai luật sư nổi tiếng bào chữa cho chồng, liên tiếp kháng cáo 4 lần trong hơn 2 năm, kiện đến tận hội đồng cơ mật của nữ hoàng Anh nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Cường bị kết án tử hình lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976.
Nhưng mãi đến năm 1977, sau khi chính sách được thay đổi bởi thống đốc Hồng Kông Murray McLehow, Âu Dương Bình Cường được giảm án tử hình xuống tù chung thân. Năm 1981, bà Trương Kim Phụng đệ đơn ly hôn với Âu Dương Bình Cường sau một khoảng thời gian dài cùng chồng đấu tranh tìm công lý. Ngày 22 tháng 9 năm 2002, sau cải tạo tốt, Âu Dương Bình Cường cuối cùng đã được ân xá sau 28 năm ngồi tù. Năm 2014, trong một chương trình phỏng vấn, Âu Dương Bình Cường vẫn khẳng định với phóng viên một câu: "Tôi vô tội." Sau này được biết, Âu Dương Bình Cường đã tái hôn với một người phụ nữ Trung Quốc tên ông Tịnh Tinh. Dựa vào câu chuyện của chồng mình cũng như nhiều vụ án kinh điển khác của Hồng Kông, bà Âu Dương đã cho ra mắt tập tiểu thuyết Những Người Nguy Hiểm, rất được độc giả yêu quý. Vụ án chấn động của thiếu nữ trong thùng cắt tông ở Happy Valley từng được nhiều nhà làm phim khai thác. Dù không biết sự thật đằng sau, nhưng do chính phủ Hồng Kông đã quyết định không điều tra các hoạt động sai trái của cảnh sát từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1977. Vì vậy, vụ án mạng của Càng Ngọc Anh cũng như những góc khuất trong vụ xử Âu Dương Bình Cường có lẽ mãi mãi không ai có thể tìm ra sự thật. Xem đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng có câu hỏi thắc mắc giống mình, đó chính là tại sao cảnh sát có thể kết án tử hình một người trong khi chính cảnh sát cũng không biết rõ quá trình sát hại của nạn nhân, hay nói cách khác, cảnh sát không biết quá trình ra tay của hung thủ như thế nào. Có bạn nào biết tại sao thì hãy để lại bình luận cho tụi mình được biết với nhé. Và đó cũng là toàn bộ vụ án mạng thùng cắt tông ở Happy Valley, Hồng Kông. Nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng với video, hãy cho chúng tớ một like. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!